Đây là bài viết 5 loại sự nghiệp, 5 types of career, của tác giả Bật Mã Ôn. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé! Đời người có 5 loại sự nghiệp: crafting career, management career, leading career, investing career, and impact or philanthropist career. Thông thường thì một người sẽ dành khoảng 5 đến 15 năm cho mỗi career, thường sẽ theo thứ tự trên luôn. Hình dung nhé, ban đầu khi bạn bắt tay và làm một công việc gì đó, nói như là marketing đi, thì 10 đến 15 năm đầu tiên dành để hoàn thiện những kỹ năng cụ thể như là lên kế hoạch ra sao, làm chiến lược giá, phát triển sản phẩm. Lúc đó thường thì bạn sẽ lo một mảng nhỏ và chịu trách nhiệm trực tiếp làm việc đó. Bạn là một doer, một chuyên viên. Đây là crafting career. Sau đó bạn làm tốt rồi, muốn phát triển lên nữa thì xuất hiện nhu cầu giao bớt việc lại. Bạn sẽ quản lý nhiều người như mình hồi xưa, trực tiếp làm việc. Còn vai trò của bạn lúc này là chỉ dẫn, kiểm tra và đốc thúc, tạm gọi là thực hiện mọi việc thông qua người khác. Lúc này thì bạn sẽ cần một sự thay đổi lớn về tư duy và kỹ năng, bởi vì bạn sẽ cần làm ra những nguyên tắc và chỉ dẫn chung, không thể ứng dụng kiểu lúc trước tôi làm thế này. Chỉ có bạn mới làm theo cách của bạn thôi. Và khi bạn bắt mọi người đều làm chính xác theo cách của bạn, thì không ít người sẽ thấy ngộp thở và khó chịu. Đây là tình trạng thường được gọi là micromanagement. Và lúc này, ở vai trò manager, bạn sẽ quản lý nhiều chuyên viên. Và những manager tốt thường xuất thân từ chuyên viên tốt, không hẳn là xuất sắc nhất nhá. Về cơ bản thì bạn cũng đang quản lý và hướng dẫn mọi người làm những thứ mà bạn đã làm hay đã biết. Cho nên, manager hay được nói là những người do things in the right way. Đây là management career. Rồi, khi làm việc với con người nhiều và có kinh nghiệm, bạn sẽ có khả năng thực hiện mọi việc thông qua người khác. Và những việc đó đôi khi bạn cũng không hiểu hay là biết cách làm. Khi đó bạn đang dẫn dắt lead, và leader là người do right thing. Còn theo cách nào thì có manager law. Công việc của leader là goal keeper, luôn giữ mọi người tập trung vào mục tiêu và làm rõ tầm nhìn và truyền cảm hứng. Leader không thường đưa ra câu trả lời, nhưng họ luôn đưa ra câu hỏi, đặc biệt là những câu hỏi quan trọng. Mark Zuckerberg cũng tiến hóa từ một anh chàng tự code lên thành Product Manager cho chính startup của mình. Rồi sau đó là Leader, không làm chi tiết mà tập trung ngồi hỏi mấy câu quan trọng. Đây là Leader Career. Rồi đến một ngày bạn thành công, có nhiều tiền nhưng mà còn quá ít thời gian và năng lượng. Hay đơn giản mỏ vàng hiện nay đã chuyển sang những thứ mà bạn không bắt kịp hay là hiểu nổi. Vậy thì bạn làm gì? Bạn đầu tư, invest. Thông dụng nhất là bạn đầu tư vào công ty, vào doanh nghiệp vốn đã có sẵn quy mô, chiến lược và dự đoán lợi nhuận. Nhưng mà việc đó thì một tay tài chính bình thường cũng có thể làm được. Bạn khác, bạn chinh chiến rồi, bạn biết vàng thế nào, thau ra sao. Có thể bạn cũng không hiểu quái gì về cái thứ mà mình đang đầu tư, nhưng mà ít nhất bạn biết cái gã hiểu, get it, trông như thế nào, giống bạn hồi xưa ấy. Bạn đi kiếm mấy gã ấy từ khi chúng còn trong trường đại học, gara hay là lơ mơ mới làm mấy bản demo củi bắp. Bạn đầu tư, hướng dẫn và xem gã nào có thể trở thành leader, thành manager hay chỉ là một doer bá đạo trong một mảng. Nếu hắn là doer, tập trung xây dựng sản phẩm cho ngon rồi bán, kiểu như là Instagram hay là WhatsApp ấy. Nếu hắn là manager, để hắn xây sản phẩm, tuyển dụng, bán hàng, có vài năm kinh doanh để tạo ra benchmark, sau đó bán lại cho mấy gã có tầm nhìn hay lợi thế, theo kiểu LinkedIn bán cho Microsoft ấy. Nếu hắn là leader thì hãy theo sát hắn, nói những gì bạn biết và tránh ra khỏi đường hắn đi. Nếu bạn đủ may mắn để tìm được một leader tốt, đó sẽ là thương vụ đầu tư tuyệt vời, đó là investing career. Rồi một ngày bạn có quá nhiều tiền, hay là kiếm được một gã như là Michael Larson, thì bạn quan tâm về chuyện khác. Đó là cuộc sống sao mà ngột ngạt vậy, môi trường ô nhiễm vậy,
rồi các thể loại bệnh tật thiên tai tham nhũng chiến tranh. Bạn chắc cũng không còn sống được bao lâu, nên bạn tự hỏi, đây có phải thế giới bạn muốn để lại cho con cháu mình không? Có thể con bạn ngồi trong một ngôi nhà triệu đô, nhưng mà nó cũng thành cát bụi trong giây lát nếu có một cuộc chiến tranh hạt nhân xảy ra. Thế thì lúc này bạn muốn change the world, theo kiểu Bill Gates đang làm ấy. Đó là Impact Career. Hồi trước có đọc một bài trên Forbes Việt Nam bảo là các bác executive của mấy tập đoàn hàng đầu đến tuổi 60 đến 70 thì tự nhiên bị khủng hoảng hiện sinh. Kiểu không lẽ sống cứ để đâm chém kiếm tiền hay sao? Thế là mấy đồng chí ấy nghỉ hàng loạt. Bọn tập đoàn sót chất xám mới liên kết với Harvard và Yale để làm ra mấy khóa học về social impact, xong rồi cho con đi học. Học xong thì bắt đầu một cycle mới, 2 đến 3 năm đi làm, rồi 1-2 năm off đi qua tư vấn cho chính phủ một nước thế giới thứ ba hay là một tổ chức phi chính phủ nào đó. Kiểu làm để tích đức cho con cháu hay là mang lại ý nghĩa cho bản thân ngoài mục tiêu vật chất. Nói chung là có những người phát triển theo flow bình thường, có người lại bộc lộ tài năng trong một career nào đó, có thể là leadership, Đinh Bộ Lĩnh chẳng hạn, impact như là bạn trẻ này. Hay khủng khiếp hơn là tất cả cùng lúc. Người có vẻ làm được tất cả cùng lúc chắc là Elon Musk. Người trước đó là Leonardo da Vinci. Tôi không chắc về da Vinci, nhưng mà khá chắc về Musk. Mời bạn xem qua bài TED Talk này để hiểu thêm. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của nhà nhện là spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye!